Những thủ tục cần thiết của một trận đấu đã được hoàn tất. Chúng tôi xin giới thiệu đội hình ra quân của hai đội trong trận đấu này. Bên phía bầy sói, Trần Trung Thành là thủ môn Trường Nghìn. Cùng đó là những cái tên Sơn Big Bull số 82, Đinh Big Bull số 28, Tuấn Lợn số 21, Nam Hiếu số 91, Hiếu Ino số 7 và Phú Quân số 3. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Chợ Lòng ngày hôm nay họ ra quân với đội hình gồm có thủ môn mang áo số 9 Minh Tiến, Hùng Độ số 35, Sinh Sala số 26, Dũng Eto số 8, Cường Perry số 22, Chiều Mane số 17 và King Kuret cầu thủ mang áo số 15. Ở lượt trận đầu tiên, các thủ Chợ Lòng đã để cho SCB vượt qua với tỷ số 6-3. Và đây là một trận đấu mà Chợ Lòng đang rất khát điểm để cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Trước khi trận đấu này diễn ra thì trận đấu giữa SCB và 1984 cũng đã khép lại với chiến thắng 7-1 trước 1984. SCB đã có được tấm vé vào vòng tứ kết. Đây là trận đấu mà nếu như các thủ bầy sói có được trọn vẹn 3 điểm, họ sẽ nối bước SCB tiến vào vòng trong. Và đối với Chợ Lòng thì họ cần phải có điểm ở trận đấu này. Trong tổng cộng 12 đội bóng cho đến thời điểm hiện tại thì chỉ còn 2 đội Phố Lòng và 1984 là những đội bóng chưa có điểm. Và đối với 1984, họ sẽ rất khó khăn ở trận cuối cùng. Mặc dù trên lý thuyết họ vẫn còn cơ hội. Không được. Một tình huống nhà bóng của Trường Mane dành cho King Kulet. Trường Yến. Ngày hôm nay thì bầy sói vẫn đang có được sự phục vụ của siêu phủi Hiếu Ino. Sẽ là quả đá biên được dành cho Chợ Lòng. Trên áo đấu của SC Chợ Lòng ở trận đấu này đang có sự đồng hành tài trợ đến từ Karaoke ASEAN. Ngày hôm nay là một cuộc đối đầu giữa bầy sói và những nàng công chúa đến từ ASEAN. Dứt điểm! Cú đá vừa rồi là của Nam Hiểu. Ở lượt trận đầu tiên thì bầy sói đã không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua 1984 với tỷ số 5-1. Nhưng có lẽ ngày hôm nay bầy sói họ sẽ gặp một đối trọng lớn hơn, đội bóng giàu tham vọng FC Chợ Lòng với rất nhiều những cầu thủ trẻ. Xét về độ tuổi trung bình của các đội bóng ở giải đấu năm nay thì Chợ Lòng là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất. Dũng Eto. Dũng Eto, sức dướn là quá tốt ở tình huống vừa rồi. Dũng Eto đã dễ dàng vượt qua được một trung vệ dày dặn kinh nghiệm như Phú Quân. Nhưng quả đá cuối cùng đó là một góc sút rất hẹp. Nam Hiểu, chân trái, quá đẹp mắt ở tình huống dứt điểm vừa rồi. Cú đá điểm 10 cho chất lượng của Nam Hiểu. Tỷ số đã được mở cho bầy sói. Một cú đá khiến cho thủ môn Minh Tiến chỉ phản xạ để tô đẹp thêm bàn thắng của Nam Hiểu mà thôi. Đó là một tình huống mà có lẽ cũng không thể trách được thủ môn Minh Tiến. Cú đá quá khó của Nam Hiểu.
Vừa rồi là câu trả lời. Tình huống dứt điểm ở bên hành lang cánh phải có được thực hiện bởi Sinh Sala. Cũng rất giống với trận đấu với Mô Chí 84. Bầy sói không cần quá nhiều thời gian. Họ đã có được bàn thắng và tỷ số ngay ở những phút đầu tiên. Kinkulet. Đây là Cường Perry. Cường Perry. Cần phải bình tĩnh. Cần phải chỉnh chu. Và chắc chắn hơn ở những tình huống dứt điểm cuối cùng của mình. Bóng vẫn là trong cuộc. Sinh Sala. Dũng Eto. Dũng Eto. Tiếp tục là Đình Hùng đi bóng. Quá đáng tiếc ở đường chuyền vừa rồi hơi thừa lực. Chiều màn này đã rất sẵn sàng rồi. Trận đấu đang diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao. Nếu như đường chuyền của Dũng Eto vừa lực và chậm thêm một chút nữa thôi, rất có thể Chiều màn này là người đã có được tình huống dứt điểm. Pha ra vào hợp lý của thủ môn Minh Tiến. Trong trận đấu với SC Bia thì thủ môn Minh Tiến đã lập một siêu phẩm, một cú đá từ phát sân nhà. Cho đến thời điểm hiện tại thì Minh Tiến chính là thủ môn duy nhất đã ghi bàn tại giải đấu năm nay. Nam Hiểu. Dũng Eto. Pha lấy bóng bước một rất mịn màng của Dũng Eto. Đây là Sinh Sala. Mặc dù đang để cho Bầy Sói có được lợi thế dân bàn, nhưng tinh thần thi đấu của Chợ Lòng vẫn đang là rất tốt. Một thế trận đôi công. Và đội bóng xanh cũng đã tạo ra được khá nhiều những cơ hội. Tuy nhiên họ cần phải có những cú đá chất lượng hơn nữa. Bởi lẽ trong khung thành của Bầy Sói ở giải đấu năm nay đang là Trương Nghìn, một trong những thủ môn đã khẳng định được tên tuổi của mình. Cường Perry. Hùng Đỗ. Chiều Mane. Ninh Bích Vôn. Rất đồng đội. Hiếu Eno không cần phải đưa ra một cú đá quá mạnh. Một tình huống trích mũi dày thôi. Hiếu Eno đã có thắng cho riêng mình và tỷ số được nâng lên 2-0 cho Bầy Sói. Trong pha bóng vừa rồi thì rõ ràng là hệ thống phòng ngự của Chợ Lòng đã mắc sai sót. Họ đã để cho Ninh Bích Bùn có được một đường truyền như từ trên trời rơi xuống vậy. Khó khăn lại chồng chất khó khăn đối với các cầu thủ Chợ Lòng. Nhưng thời gian của hiệp 1 vẫn còn đang ở phía trước. Và khoảng cách hai bàn cũng không phải là khoảng cách quá lớn. Vấn đề là Chợ Lòng cần phải bình tĩnh. Không phải là không có những cơ hội dành cho Chợ Lòng từ đầu trận. Họ đã tạo ra được khá nhiều những tình huống nguy hiểm. Lại là một sai sót. Cần phải hết sức hạn chế với những sai sót như vừa rồi. Nam Hiểu. Hùng Đỗ. Đây là Chiều Mane. Chiều Mane. Quá đẹp mắt. Một cú đá ghim lưới của Chiều Mane. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Chợ Lòng. Đó là câu trả lời. Đó là một điều cần thiết mà Chợ Lòng phải thực hiện. Một bàn thắng sẽ giúp cho tinh thần và sự tự tin sẽ trở lại với đội bóng áo xanh. Rất hay, rất hấp dẫn. Chúng ta đã được chứng kiến 3 bàn thắng rồi. Kinkulet. Sinh Sala. Đẳng cấp của Chiều Mane đã lên tiếng ở tình huống đi bóng có dứt điểm vừa rồi. Đó là khoảnh khắc của những ngôi sao. Trong trận đấu giữa 1984 và SC Bia,
đã có sự chênh lệch về đẳng cấp. Đó là một trận đấu mà có lẽ là không mang lại quá nhiều sự hấp dẫn, nhưng rõ ràng đây là một trận đấu rất đáng được chờ đợi. Một cú đá ghim lưới và không thể trách được Trường Nghìn ở tình huống vừa rồi. Được chuyền dài, Ninh Bích Bùn, Nam Hiểu, Dũng Ê Tô, Dũng Ê Tô, Hiếu Ino, được chuyền, đó là một đường chuyền rất vừa lực. Nhưng rất may là Dũng Ê Tô đã kịp lui về. Cơ hội dành cho Triệu Mane rất đồng đôi. 2-2. Một đường chuyền và một kiến tạo. Triệu Mane đang thực sự là một ngôi sao đang tỏa sáng trong đội hình của FC Chợ Lồng. Người đã quân bình tỷ số trong tình huống vừa rồi là Cường Perry. Nhưng rõ ràng công đầu phải kể đến đó là một đường chuyền rất vừa vặn của Triệu Mane. Quá hay và quá hấp dẫn. Đó là những gì mà các ngôi sao quay đổi đang thể hiện và đang thực sự cống hiến ở trận đấu ngày hôm nay. Đinh Bích Bùn, Xích Sala, tốc độ. Tiếc đường chuyền đã không thể đến được với vị trí của Triệu Mane. Xích Sala đã ngước mắt nhìn sang Triệu Mane ở tình huống vừa rồi. Tiếp tục sẽ là quả đá biên dành cho các cầu thủ Chợ Lồng. Rất nguy hiểm. Pha chạm bóng vừa rồi là của Dũng Ê Tô. Một trận đấu thực sự là chất lượng của kẻ tám lạng người nửa cân. Tiếp tục sẽ là tình huống đá biên mà nó được dành cho các thủ Chợ Lồng. Kiên Quyết, Minh Tiến, Dũng Ê Tô, trong thời gian gần đây thì Dũng Ê Tô đã chơi rất hay và đang dần hoàn thiện mình. Đường chuyền dành cho Triệu Mane, Sơn Bích Bùn, Triệu Mane, Cường Perry. Trọng tài đã cắt còi rồi. Đó là quả đá phạt. Quả đá phạt từ giữa sân dành cho Chợ Lồng. Đức Anh đang dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho anh em FC Chợ Lồng, cố gắng giành chiến thắng ở trận đấu ngày hôm nay. Cùng với đó là những lời chúc đến từ Phạm Văn Thường, Dương Trọng Anh. Dương Trọng Anh đang dành những sự khích lệ cho bầy sói. Cường Perry sẽ là người được lựa chọn cho tình huống đá phạt này. Pha chạm bóng của Triệu Mane. Dũng Ê Tô. Sau khi có được bàn thắng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng thì rõ ràng là sự tự tin đã trở lại với các thủ trẻ bên phía Chợ Lồng. Họ đã có một thế trận ăn miếng trả miếng đối với bầy sói. Hùng Đỗ, Minh Tiến,
Một sự khích lệ dành cho Hồng Đỗ ngày hôm nay nếu như ghi bàn sẽ được Đức Anh thưởng nóng 1 triệu. Hiếu Ino. Ngọc Sơn. Kinh nghiệm của Ngọc Sơn đã giúp cho cầu thủ này thoát người. Kiên Kuret. Tiếp tục là quả đá biên dành cho Trợ Lồng. Cường Perry sẽ là người thực hiện quả đá biên này. Rất nhiều người đã nhận xét rằng bảng B là bảng đấu được coi là tử thần với sự xuất hiện của bầy sói của SCB và của Trợ Lồng nữa. Cường Perry không được. Quả đá phạt góc sẽ được dành cho các cầu thủ Trợ Lồng. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào tình huống dàn xếp đá phạt này. Chiomane đang chơi xuất sắc trong đội hình của Trợ Lồng với một bàn thắng và một kiến tạo cho đến thời điểm hiện tại. Hiếu Ino. Dũng Eto ngày hôm nay đã có rất nhiều lần đã có những tình huống đối đầu với siêu phủi Hiếu Ino. Hùng Đỗ. Nếu như đó là một đường chuyền sang bên này là cánh phải dành cho Sinh Sala sẽ là một sự lựa chọn hợp lý hơn rất nhiều. Hùng Đỗ. Cường Perry. Đường chuyền có phần hơi mạo hiểm. À, rất nhiều lần ở trận đấu này Cường Perry thực hiện những cú sút xa nhưng nó đều không trúng đích. Ninh Bích Phun. Bóng vẫn đang trong cuộc. Đây là Cường Perry. Đang cần phải hạn chế những tình huống đối đầu với Hiếu Ino như pha bóng vừa rồi. Chiều Mane không vào. Lại là tình huống dứt điểm của Chiều Mane. Chiều Mane đang có rất nhiều những tình huống tạo ra sóng gió cho khung thành của Trường Yên. Đây là một trận đấu mà chúng ta sẽ có dịp để kiểm chứng giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Cường Perry rút xa. Bên phía bầy sói chia thành người. Phú Quân sẽ được rút ra nghỉ. Bỏ thay cho Phú Quân sẽ là Hoàng Bò. Đối với bầy sói là một tập thể với rất nhiều các thủ dày dặn kinh nghiệm. Và đối với Trợ Lồng là một đội bóng trẻ trung, có tuổi đời trung bình trẻ nhất ở giải đấu năm nay. Hiếu Ino. Đây là Nam Hiểu. Sinh Sala. Ngọc Sơn. Đường truyền dành cho Tuấn Lợn. Kể từ đầu trận Tuấn Lợn đang thực hiện vai trò là một phòng ngự. Bàn thắng quá đẹp mắt. Sơn Bích Bùn là người đã lên tiếng sau pha kiến tạo của Hiếu Ino. Trong bóng bóng vừa rồi chúng ta phải kể đến một đường truyền thể hiện một nhãn quân liên quan chiến thuật có thể nói là đẳng cấp của Hiếu Ino. Khi cầu thủ này đã nhìn thấy Sơn Bích Bùn ở một vị trí cột 2 và pha chạm bóng của Sơn Bích Bùn cũng rất tinh tế. Tỷ số là 3-2. Đây có lẽ là một trận đấu đang tạo ra quá nhiều sự hấp dẫn. Kiên Kulet. Dũng Eto. Quá người. Dũng Eto. Dũng Eto là một trong những cầu thủ nhỏ con và khả năng thoát người
cũng như bứt tốc luôn khiến cho các hậu vệ phải rất vất vả. Hùng Đỗ, Sisala, một tình huống mà đây là yếu ý đó, không vào. Hoặc cả phá tốt của Minh Tiến. Trước đó là một tình huống mà Hồng Đỗ vô tình đã thực hiện một cú đá bóng đổi hướng, nó trở lại đúng vị trí của Ninh Bích Bùn. Tiếp tục sẽ có thêm quả đá biên dành cho các cầu thủ Bầy Sói. Được chuyền hơi mạnh. Kiên Culet. Được chuyền dài. Những đường chuyền như vậy sẽ không thể làm khó được Trương Nghìn. Hùng Đô, Minh Tiến, Hoàng Bò, Triều Mani, 4-3. Tiếc là được chuyền vừa rồi của Triều Mani lại không thể đến được với vị trí của Sinh Sa La. Và bây giờ quá đáng tiếc cho các thủ Bầy Sói cơ hội để họ phản công, nhưng Sơn Bích Bùn đã có pha xử lý có phần hơi vội. Sinh Sa La, Hùng Đỗ, Cường Perry, Triều Mane đã có. Như vậy là trọng tài đã cắt còi. Sẽ là quả đá phạt từ giữa sân dành cho các thủ Bầy Sói. Hoàng Bò, Hiếu Ino, Ninh Bích Bùn, quả đá biên tiếp theo sẽ được dành cho Bầy Sói. Tuấn Lợn, Triều Mane, Dũng Eto, được chuyền tốt của Dũng Eto, Sinh Sa La sẽ rất khó khăn trong việc tranh chấp tay đôi với Hiếu Ino. Được chuyền nó hơi sửa lưng đối với Sơn Bích Bùn. Trận đấu đang được đẩy lên với tốc độ rất cao. Pha chạm bóng của Dũng Eto nó tạo ra đường chuyền dành cho Triều Mane. Triều Mane, chính xác đó là Sinh Sa La. Tuấn Lợn, Sơn Bích Bùn, Hiếu Ino, Nam Hiểu, dứt điểm ngay. Sinh Sa La, hai đội liên tục có những tình huống hoán đổi vị trí cho nhau. Kekulet và Sinh Sa La đã hoán đổi vị trí. Và bên phía Bầy Sói thì Hiếu Ino và Tuấn Lợn cũng đã có cơ hội dành cho Ninh Bích Bùn.
Đây là Sơn Big Bull, chân trái. Quá đẹp mắt. Một siêu phẩm đã được vẽ lên ở tình huống dứt điểm vừa rồi. Tỷ số là 4-2 cho Bầy Sói. Chúng ta đã biết được năm nay Sơn Big Bull đã bước sang tuổi 42 rồi. Nhưng pha xử lý vừa rồi, rất nhiều người nghĩ rằng năm nay anh mới 22 mà thôi. Cú đá quá đẳng cấp. Bàn thắng thứ hai của Sơn Big Bull. Đây là bàn thắng thứ ba của Sơn Big Bull ở giải đấu năm nay. Tiếp tục là khoảng cách hai bàn được thiết lập. Và chúng ta tiếp tục chờ đợi vào nỗ lực vượt khó của Trợ Lồng. Trong khoảng 10 phút đầu tiên thì Bầy Sói cũng đã tạo ra khoảng cách hai bàn và Trợ Lồng đã san lấp. Và bây giờ tiếp tục là một khoảng cách như vậy. Liệu rằng Trợ Lồng sẽ tạo ra một cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục nữa hay không? Nam Hiểu, Ninh Big Bull được truyền dành cho Sơn Big Bull. Những chú Big Bull đang có sự kết nối rất tốt. Chiều mà đi. Và trọng tài sẽ xem lại tình huống trước đó. Một tình huống mà một cầu thủ bên phía Bầy Sói đã ngã trong vòng cấm. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Chúng ta sẽ trở lại với tình huống đá biên dành cho Trợ Lồng. Thời gian thi đấu hiệp 1 là không còn nhiều. Tỷ số đang là 4-2 tạm nghiêng về phía Bầy Sói. Đó,
Sinh Salah, người sẽ thực hiện quả đá biên cho các thủ áo xanh. Chiều Mane, Sinh Salah, Chiều Mane rất nhịp nhàng, không vào. Sinh Salah, Sinh Salah là người đã rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 cho Chợ Lồng. Một tình huống phối hợp giữa bộ ba Sinh Salah, Dũng Eto và Chiều Mane. Và Sinh Salah là người đã rút ngắn tỷ số. Một trận đấu quá hay cho đến thời điểm hiện tại. Chúng ta được chứng kiến 5 bàn thắng rồi. Tỷ số là 4-3. Chính xác là 7 bàn thắng rồi. Khoảng cách chỉ còn lại là 1 bàn. Hiếu Indo. Vinh Tiến, Sinh Salah, quả người rất hay của Sinh Salah, Dũng Eto, đường chuyền không vào, Dũng Eto, Sinh Salah và Chiều Mane đang là bộ ba có rất nhiều những pha phối hợp một chạm cực kỳ ăn ý. Dũng Eto. Cho dù trận đấu này kết thúc với tỷ số như thế nào như thì lúc này thực sự chúng ta đang được chứng kiến một trận đấu quá đẳng cấp của cả hai đội. Sinh Salah, Chiều Mane. Đối với các cầu thủ Chợ Lồng, họ là một tập thể có tuổi đời rất trẻ. Và đối với Bầy Sói, họ là những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm. Một trận đấu giữa sức trẻ và kinh nghiệm đang thực sự cống hiến, đang tạo ra quá nhiều sự hấp dẫn, xứng đáng để chúng ta chờ đợi trong ngày thi đấu hôm nay. Hai đội bóng của bảng B sẽ có 1 phút bù giờ, chính xác là 2 phút bù giờ cho quãng thời gian còn lại của hiệp thi đấu đầu tiên. Sinh Salah, Dũng Eto, Hoàng Bò được chuyền dành cho Sơn Bích Vun. Xuân Dần đang gửi những lời chúc cũng như những sự khích lệ dành cho Minh Tiến. Dũng Eto. Trường Hìn. Kiên Kulet. Cường Pari. Lại là cú sút xa của Cường Pari. Lần này làm cú đá chất lượng. Trường Hình đã phải đổ người. Một tình huống che chắn cẩn trọng của Trường Hình. Không thể chủ quan với những cú đá như vậy được. Hiếu Ino. Được truyền dành cho cầu thủ số 21 Tuấn Lợn. Cú đá nối cũng rất nhanh. Nhưng phản xạ của Minh Tiến ở tình huống rồi là quá tốt. Quả đá phạt góc tiếp theo. Và đúng lúc này thì trọng tài đã thổi còi khép lại hiệp thi đấu đầu tiên. Tỷ số đang là 4-3 tạm nghiêng về phía Bầy Sói.
Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu trong khuôn khổ bảng B lượt trận thứ hai. Hiệp 1 khép lại với tỷ số đang là 4-3. Tạm nghiêng về phía Bầy Sói. Một hiệp đấu quá hấp dẫn mà chúng ta đã được chứng kiến tới 7 bàn thắng. Trong đó có cú đúp của Sơn Bích Vun, hai bàn thắng của Nam Hiếu và Hiếu Ino. Bên phía các thủ FC Chợ Lồng, họ cũng đã có được 3 bàn thắng bằng những pha lập công của Sinh Sala, Cường Veri và Chiều Mane. Đúng rồi Tô, những phút thi đấu đầu hiệp 2 thì bên phía Chợ Lồng họ có một sự thay đổi khi mà Việt Khoa đã tung vào sân để thay thế vị trí của King Kulet. Sẽ là quả đá phạt dành cho các thủ Chợ Lồng. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào tình huống đá phạt này. Và như vậy bên phía Chợ Lồng đã có hai sự điều chỉnh. Đức Hùng cũng đã được tung vào sân. Chiều Mane, Cường Bơ Đi. Tình huống đá phạt không thể vượt qua được Tuấn Lợn. Hiếu Ino, Sơn Bích Bùn. Hiếu Ino, Tuấn Lợn. Rất bình tĩnh. Hoàng Bò. Hiếu Ino, Nam Hiếu. Chúng ta đã thấy được những diễn biến hiệp 1 với một chất lượng chuyền bóng rất cao đã được hai đội thể hiện. Và đó là một hiệp đấu mà chúng ta được chứng kiến tới 7 bàn thắng. Hy vọng trong hiệp 2 chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến thêm những bàn thắng nữa. Việt Khoa. Dũng Eto. Dũng Eto. Hoàng Bò. Cho đến thời điểm hiện tại thì bên phía Bầy Sói họ mới có một sự thay đổi ở vị trí trung vệ khi mà Phú Quân đã được rút ra và sự lựa chọn đã được dành cho Hoàng Bò. Trương Hìn. Khoảng cách một bàn là một khoảng cách rất mong manh. Trương Hìn. Quả đá biên sẽ được dành cho Bầy Sói. Chiều Mane và Hiếu Ino. Đường chuyền. Đó là một đường chuyền mà Sơn Bích Bùn đã dành cho Ninh Bích Bùn. Chiều Mane rất hợp lý. Đức Hùng. Đường chuyền của Đức Hùng là hơi mạnh. Sơn Bích Bùn. Cường Perry. Đường chuyền dành cho Dũng Eto. Kịp không? Nhưng với kinh nghiệm của Hoàng Bò thì Dũng Eto sẽ không dễ dàng để vượt qua như vậy. Không chính xác đó, trong tình huống vừa rồi là Đức Hùng, một cầu thủ có ngoại hình phía sau cũng rất giống với Dũng Eto. Chính xác đó là hai anh em. Tôi cũng đã đôi lúc nhầm lẫn. Một
cách để chủ động giảm nhiệt độ trận đấu của thủ môn Trường Yên. Hiếu Ino đường chuyền rất vừa lực. Nam Hiếu những đường chuyền của Hiếu Ino luôn rất mượt mà và luôn tạo ra những lợi thế để cho các cầu thủ băng lên để dứt điểm. Không chỉ là khả năng dứt điểm mà những tình huống chia bài của Hiếu Ino cũng thể hiện được đẳng cấp của cầu thủ này. Ninh Bích Bùn, Tuấn Lợn, Sơn Bích Bùn, bóng được trả về cho Hoàng Bò. Việt Khoa, tiếp tục là quả đá biên dành cho các thủ Trà Lồng. Minh Tiến, Cường Perry, tình huống phát bóng rất mạnh lên phía trên và điểm đến dành cho Triều Mani. Lại làm được chuyền dài chính xác, nó được dành cho Ninh Bích Bùn. Tuấn Lợn, Nam Hiểu chân trái vẫn chưa thể dứt điểm. Chân trái là chân thuận của Nam Hiểu. Trong hiệp 1 thì Nam Hiểu đã ghi một bàn thắng bằng chân trái, trong đó cũng có một bàn thắng bằng chân trái của Sơn Bích Bùn nữa. Minh Tiến được chuyền dài. Chiều Mani không được. Lợi thế dành cho các cầu thủ bầy sói. Cơ hội không vào. Quá đáng tiếc cho Đinh Vích Bùn ở tình huống vừa rồi. Khoảng cách một bàn là một khoảng cách chưa bao giờ an toàn cho bóng đá cả. Tỷ số đang là 4-3 tạm nghiêng về phía bầy sói. Những phút thi đấu đã qua hiệp 2, chúng ta vẫn chưa được chứng kiến thêm bàn thắng nào, mặc dù những cơ hội được tạo ra cũng là rất nhiều. Tiếp tục sẽ là quả đá biên dành cho bầy sói. Cường Perry, quả đá phạt từ phần sân nhà sẽ được dành cho các thủ Trợ Lồng. Không có gì khó khăn đối với Trường Yên. Hiếu Ino, bên phía bầy sói xin thay người, lão tướng Sơn Bích Bùn sẽ được rút ra nghỉ. Hòa thay cho Sơn Bích Bùn sẽ là Lê Hoàng. Hoàng Messi đã được tung vào sân. Một trận đấu rất hay của Ngọc Sơn, anh cũng đã kịp để lại hai bàn thắng cho bầy sói. Và Sơn Bích Bùn cũng đã có 3 bàn thắng. Người đang dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn lúc này đang thuộc về Chiến Cảnh. Chiến Cảnh đã có 5 bàn. Lỗi của Triều Mani. Đá phạt cho các cầu thủ bầy sói. Sang cánh đúng rồi, rồi đứng đấy.
Chúng ta sẽ chờ đợi vào tình huống đá phạt này. Đứng trước bóng đang là Hiếu Ino. Một siêu phủi đang thi đấu trong màu áo của bầy sói. Dứt điểm ngay. Một cú đá tầm thấp. Đó là một tình huống không có phạt góc. Chiều Mané, Cường Peri mất bóng sẽ rất nguy hiểm, không hề có lỗi. Lợi thế cho cao thủ bầy sói. Goal! Không vào. Hiếu Ino căng ngang đây rồi. Vẫn chưa thể dứt điểm. Trận đấu đang đẩy lên với tốc độ rất cao. Chúng ta đã phải tạm dừng trận đấu. Trước đó là một pha va chạm giữa Hiếu Ino và Chiều Mané. Và sau khi xem lại tình huống thì đó là một pha va chạm mà trọng tài Phạm Văn Hà cho rằng đó là một tình huống không cố ý của các cầu thủ. Một tình huống mà hai cầu thủ đã băng lên với tốc độ rất cao. Bóng được. Trận đấu sẽ tiếp tục trở lại. Tuấn Lợn. Quyền đá biên sẽ thuộc về bầy sói. Được căng ngang. Tiếp tục là quả đá biên dành cho bầy sói. Việt Khoa.
Ninh Bích Bôn không vào, phản xạ tốt của thủ môn Minh Tiến. Đó là một cú đá cận thành, một tình huống dứt điểm ở một vị trí rất gần với vị trí của thủ môn Minh Tiến. Chiều Mane được chuyền của Lê Hoàng dành cho Tuấn Lợn. Ninh Bích Bôn qua người, lỗi rồi, sẽ là quả đá phạt dành cho các cầu thủ Bầy Sói. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào tình huống đá phạt này. Rất đông các thủ chờ lồng đã phải lùi về. Hiếu Ino, Hoàng Bò chân trái, một cú đá rất vừa với cư chân của Hoàng Bò. Được lại là một phản xạ tốt của thủ môn Minh Tiến. Tiếp tục sẽ có thêm quả đá phạt góc được dành cho các thủ chờ lồng. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào tình huống đá phạt góc này. Cường Perry được chuyền của Cường Perry. Tuấn Lợn được chuyền dành cho Hiếu Ino. Dũng Eto được chuyền không thực sự tốt. 3-2. Đức Hùng đã kịp lùi về để sửa sai. Quả đá phạt sẽ được dành cho các cầu thủ chờ lồng. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào tình huống đá phạt của các thủ chờ lồng. Cường Perry là người đang đứng trước bóng. Cú đá có lực rất căng. Việt Khoa không được, bên phía Bầy Sói chia tay người. Đinh Bích Bùn sẽ được rút ra nghỉ. Và sự lựa chọn sẽ được dành cho Giang TC. Trong trận đấu trước 1984 thì Giang TC đã ghi 2 bàn thắng cho Bầy Sói. Và ngày hôm nay thì Giang TC tiếp tục sẽ được lựa chọn. Đội hình thi đấu tại giải đấu năm nay của Bầy Sói có rất nhiều những sự lựa chọn chất lượng. Sẽ là quả đá phạt được dành cho các cầu thủ Bầy Sói. Cường Perry, quyền đá biên sẽ thuộc về Bầy Sói. Được chuyền của Lê Hoàng và điểm đến dành cho Giang TC. Chiều Mane, Hiếu Ino rất hợp lý. Tuấn Lợn hòa cắt bóng của Cường Perry. Sẽ là quả đá biên tiếp theo được dành cho Bầy Sói. Dũng trước mặt số 6 nhá, còn kệ ở bên trong.
Dũng Eto. Hiếu Ino. Bên phía Trà Lồng xin thay người. Đức Hùng sẽ rời sân để nhường lại vị trí cho Huy Bẹo. Và bên phía Bầy Sói cũng có sự thay đổi. Lê Hoàng sẽ rời sân để nhường lại vị trí cho anh Hiền. Còn Lợn. Quyền đá biên sẽ thuộc về Trà Lồng. Không thể qua được sự kinh nghiệm của Hoàng Bò. Dứt điểm ngay. Một pha đi bóng phô diễn kỹ thuật và thực hiện một cú đá chất lượng của Hoàng Bò. Nhưng đó lại là một tình huống phản xạ tốt của thủ môn Minh Tiến. Huy Bẹo. Cường Perry. Cơ hội. Cú đá một góc sút khá hẹp của Sinh Sala. Tiếp tục là quả đá phạt góc được dành cho Trà Lồng. Và Sinh Sala sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này. Tốc độ của Gia TC. Chiều Mane. Được chuyền của Chiều Mane dành cho Dũng Eto. Huy Bêu. Nam Hiểu. Giang TC, Giang TC. Thực sự là một trận đấu không khác thì một trận chung kết sớm. Bầy Sói và Trà Lồng ngày hôm nay đều đã thể hiện được một lối chơi rất bản sắc của mình. Đối với Trà Lồng là sức trẻ và đối với Bầy Sói là kinh nghiệm. Cơ hội dành cho Huy Bêu, căng ngang, dứt điểm. Cú đá đi quá cao của Chiều Mani. Góc sút là rất thoáng. Thời gian vẫn còn rất nhiều cho các thủ Yên Phọ Trà Lồng. Khoảng cách cũng đang chỉ là một bàn. Cường Perry. Chiều Mane. Được truyền dành cho Sinh Sala. Sinh Sala qua người. Nhưng đó lại là một đường căng ngang chứ không phải là một cú dứt điểm. Minh Tiến. Các thủ Trà Lồng quyết định đẩy cao đội hình. Họ đang dồn ép. Một đội bóng đang có xu hướng phòng ngự và một đội bóng đang có xu hướng tấn công. Bóng đang lăn rất nhiều bên phần sân của Bầy Sói. Giang TC. Quyền đá biên sẽ thuộc về các cầu thủ Trà Lồng. Những phút thi đấu tiếp theo sẽ là những thử thách rất lớn về thể lực. Đặc biệt là các cầu thủ Bầy Sói. Dũng Eto. Và xử lý có phần hơi vội. Cần phải có sự phối hợp khi mà Huy Bẹo và Sinh Sala đang có một vị trí thuận lợi. Trên sân bóng Hương Phương lúc này đang xuất hiện những cơn mưa. Và trong trận đấu này cũng đã có cơn mưa bàn thắng rồi. 7 bàn thắng cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên trong hiệp 2 chúng ta vẫn chưa được chứng kiến thêm bàn thắng nào.
Tiếp tục là quả đá biên dành cho Chợ Lồng. Xuống Eto. Đường chuyền dành cho Minh Tiến. Ngay cả thủ môn Minh Tiến cũng đã rời bỏ không thành. Sút xa. Sẽ có phạt góc dành cho Chợ Lồng. Cavari, người sẽ thực hiện quả đá phạt góc cho Chợ Lồng. Dung Eto. Một cú đá không trúng tầm bóng của Dung Eto. Giang TC. Sinh Sala, đường truyền không thể đến được với vị trí của Cường Perry. Hiếu Ino. Rất khó để lấy bóng được trong chân của Hiếu Ino. Tuấn Lợn. Chiều Mane. Huy Bèo. Huy Bèo. Các cầu thủ Bầy Sói đang tập trung rất nhiều những con người cho mặt trận phòng ngự. Việt Khoa. Mất bóng sẽ rất nguy hiểm. Được chuyền dành cho Yêu Ino. Mọi chuyện đã khép lại ở một tình huống vừa rồi. Đó là lợi thế dành cho Bầy Sói. Và Hiếu Ino đã tận dụng được lợi thế này. Tỷ số được nâng lên 5-3 cho Bầy Sói. Bàn thắng của Hiếu Ino và bên phía Chợ Lồng xin thay người. Sinh Sala sẽ rời sân để nhường lại vị trí cho Minh Bạc. Và Nam Hiếu cũng sẽ rời sân để nhường lại vị trí cho Thành Trung bên phía Bầy Sói. Khoảng cách đã là 2 bàn. Chiều Mane. Cường Perry. Sẽ là quả đá phạt dành cho các thủ Chợ Lồng. Việt Khoa. Cường Perry. Dũng Eto, dứt điểm, không vào. Cú đá khá tốt của Dũng Eto sau đường chuyền của Cường Perry. Một trận đấu thực sự mãn nhãn. Chúng ta được chứng kiến 8 bàn thắng rồi. Trong đó có 2 cú đúp. Một cú đúp của Sơn Bích Bùn và một group của Hiếu Ino. Tiếc là anh Hiền đã không thể không chế bước một thành công ở tình huống vừa rồi. Nếu như có được chiến thắng trong trận đấu này, Bầy Sói sẽ có được tấm vé vào vòng tứ kết trước một vòng đấu ở lượt trận cuối cùng, trận đấu với SC Bia. Họ sẽ dễ dàng có những toàn tính. Sẽ có 3 phút bù giờ cho những diễn biến còn lại của trận đấu này. 3 phút là quãng thời gian rất thử thách dành cho Chợ Lồng. Trận đấu cuối cùng giữa Bầy Sói và SCB cũng chỉ là trận đấu để cạnh tranh vị trí nhất bảng mà thôi. Nhưng đó cũng là một trận đấu còn nguyên mục tiêu. Bởi lẽ nếu như có được vị trí nhất bảng thì các đội bóng sẽ có cơ hội để giành tấm vé vào vòng trong, gặp đội bóng xếp ở vị trí thứ 3 sẽ rất dễ dàng ở vòng tứ kết. Nguy hiểm. Hòa chạm bóng Huy Bẹo. Suýt chút nữa Huy Bẹo đã có bàn thắng. May mắn đã không đứng về phía Huy Bẹo
ở pha bóng vừa rồi. Tuấn Lợn. Trọng tài đã thổi phạt. Quả đá phạt sẽ được dành cho Bầy Sói. Ngày hôm nay mặc dù Minh Tiến cũng đã chơi rất hay, nhưng trước một các chân sút thượng hạng bên phía Bầy Sói thực sự cũng rất khó để có thể làm tốt hơn được. Bình Bạc. Hòa chạm bóng của Bình Bạc. Với kết quả này của bảng B thì lượt trận cuối cùng Trại Lồng sẽ gặp các cầu thủ 1984. Đó là một trận đấu của hai đội bóng sẽ cạnh tranh vị trí thứ ba. Minh Tiến sẽ có thêm một tình huống cố định nữa được dành cho Trại Lồng. Đó là quả đá phạt góc. Cường Perry dứt điểm không vào. Hỏa xạ quá tốt của Trường Nghìn ở tình huống vừa rồi. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Trại Lồng, có tinh thần thi đấu không hề bỏ cuộc. Cho dù trận đấu này kết thúc với tỷ số như thế nào thì ngày hôm nay Trại Lồng cũng đã có một trận đấu rất hay trước một đội bóng được đánh giá rất mạnh. Đây là một trận đấu mà có lẽ các cầu thủ viên trung lập là những người đã được trải qua những phút giây thực sự là mãn nhãn. Còn đối với các cầu thủ viên của hai đội là một trận đấu nghẹt thở. Như vậy là trận đấu đã khép lại với chiến thắng 5-3 thuộc về Bầy Sói. Xin mời cầu thủ hai đội sẽ trở về khu vực giữa sân để dành những lời cảm ơn và những cái bắt tay để chúng ta sẽ khép lại trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu thực sự rất cống hiến của hai đội. Xin được cảm ơn các cầu thủ Bầy Sói, cảm ơn các cầu thủ Trại Lồng và cảm ơn trọng tài Phạm Văn Hà. Quý vị thân mến, buổi là trực tiếp trận đấu giữa Bầy Sói và Trại Lồng chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi chiều ngày mai với các trận đấu của bảng C. Và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt tới tất cả quý vị.